Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo arop uy tín chất lượng ở trên hai nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái dự án mới, đó là cái dự án Mini C. Thì cái dự án này thì chúng ta sẽ đào miễn phí cái đồng SEE token. Thì cái nguồn tổng cung của cái dự án này thì là tổng là có 350 triệu token là SEE, và cái này thì chúng ta sẽ là hiện tại thì chúng ta sẽ khai thác ở trên web nha các bạn. Và cái theo theo cái thông tin của mình nắm được thì cái giá hiện tại thì niêm yết của cái đồng này thì là khoảng dao động xấp xỉ khoảng là một cái đồng SEE này bằng 0.01 đô đó. Thì cái dự án này thì là cũng là đối tác của sàn Binance nha các bạn, và nó cũng chạy ở trên cái chuỗi BNB Smart Chain. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn đăng ký tài khoản trước, và sau đó thì là mình sẽ nói tiếp theo ở trong cái phần và hướng dẫn cho bạn là cái đào cái đồng SEA này nhé. Thì ở đây là cái phần mà điền đăng ký, thì link đăng ký thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn kích vào, để sau đó thì chúng ta sẽ là điền các cái thông tin. Ở đây thì là tên tài khoản nhé. Tên tài khoản thì là tức là cũng là cái username ấy, và cũng là cái mã mời luôn, thì các bạn điền dễ nhớ cho mình. Rồi tiếp theo ở bên dưới thì các bạn nhập cho mình cái địa chỉ email. Rồi tiếp đến tên. Tên thì bạn viết tên viết hoa cho mình. Như mình đây nhé. Rồi tiếp đến thì cái mật khẩu này, và các bạn nhắc lại mật khẩu. Thì mật khẩu ở đây thì bao gồm từ 6 đến 8 ký tự, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường và chữ ký tự lạ nha các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập mật khẩu xong thì các bạn nhắc lại mật khẩu nhé. Tiếp đến thì cái phần này thì là cái phần mã mời. Thì khi các bạn sử dụng cái link của mình thì nó có sẵn cái mã mời, thì các bạn để nguyên cái phần này. Và tiếp theo thì đến cái phần vị trí các bạn cũng để nguyên cho mình. Và cái phần bên dưới thì các bạn trả lời cái câu hỏi cho mình nhé. Sau đó các bạn nhấn vào phần đăng ký. Rồi ok, như vậy là thực hiện đăng ký thành công nhé. Thì nó sẽ chuyển sang đến cái phần mà đăng nhập luôn. Thì cái này là chúng ta sẽ là đăng đào ở trên cái web luôn nha các bạn. Thì các bạn sử dụng mọi hệ điều hành đều có thể là đào được. Cả bạn các bạn có thể sử dụng bằng cái trình duyệt trên máy tính các bạn đào cũng được nhé. Rồi chúng ta sẽ đăng nhập, thì các bạn nhập cái mật khẩu, cái tên đăng nhập và cái mật khẩu bên dưới cho mình. Rồi ở đây thì yêu cầu chúng ta kích hoạt nhé, thì các bạn vào mail chúng ta sẽ kích hoạt cái tài khoản của chúng ta. Ok, như vậy thì là trong mình đã chờ khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ thì nó mới gửi cho mình cái mã xác nhận để mình xác minh cái tài khoản của mình ấy. Thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái link như thế này vào mail nhé, thì các bạn kích vào đây này. Đó thì các bạn chỉ cần kích vào thôi. Sau đó thì nó sẽ chuyển chúng ta đến cái phần đăng nhập, thì các bạn đăng nhập tài khoản lại cho mình. Các bạn đăng nhập cái tài khoản mà các bạn đã đăng ký trước đó nhé. Đó. Rồi, ok, như vậy là các bạn đã, sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn vào, nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn kích vào cái phần mà hồ bơi này cho mình. Đó. Ở đây nó yêu cầu chúng ta là, các bạn kích vào đây nếu như nó báo lỗi cái màu đỏ ở đây, tức là yêu cầu chúng ta là phải tải cái bản này về. Thì các bạn quay trở lại cái trang chủ, sau đó thì các bạn kéo lên, nó sẽ có cái phần này cho chúng ta tải. Thì hiện tại hình như là chưa có cho hệ điều hành cho hệ điều hành iOS trên iPhone, chỉ có trên Android thôi. Nếu như các bạn kích vào đây mà các bạn tải được thì chưa có, như các bạn mình kích vào đây là nó báo là chưa có, tức là sắp có, thì cái này là chúng ta chưa tải được. Còn đối với những bạn Android thì các bạn có thể kích vào đây. Hiện tại cũng chỉ là có bản APK thôi nhé, chưa có cái bản chính thức ở trên cửa hàng Google Play. Rồi các bạn kích vào đây. Đó, như này là chúng ta sẽ là kích vào cái phần tải về nhé. Các bạn cứ kích tải về cho mình. Sau khi tải về xong thì các bạn cài đặt nó lên. Các bạn cài đặt lên thì các bạn kích vào cái phần này. Đó, khởi động app lên và các bạn đăng nhập vào như ở trên web cho mình. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn quay trở lại cái phần phone này cho mình này. Và các bạn kích vào đây thì cái máy đào nó mới bắt đầu hoạt động nha các bạn. Bắt đầu mới cuốc như thế này, tức là chúng ta đã đào. Ở đây thì ok, như vậy thì là chúng ta đã kích hoạt được cái máy đào lên. Rồi các bạn kích vào đây cho mình. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần, đó là chúng ta sẽ đầu tư ấy,
đầu tư là chúng ta sẽ mua được cái tốc độ khai thác. Ví dụ như các bạn mua kích vào đây, chúng ta sẽ mua là 100 USDT thì chúng ta sẽ mua được 0,104 GH trên giây, và 500 thì chúng ta sẽ mua được 0,538 nhé, và 1.000 thì chúng ta sẽ mua được 1,11 GH trên giây. Thì nói chung là cái này thì nó là cái phần đầu tư, chắc là một cái dự án mới thì chắc chắn là sẽ không ai có thể là dám đầu tư vào đó. Thì cái này đầu tư là tùy ở các bạn thôi nhé. Thì cái dự án này thì nó cũng là mới cho nên là khuyên các bạn cũng không nên là đầu tư. Thì chúng ta cứ đào free được bao nhiêu thì chúng ta ăn bấy nhiêu, và ngoài ra thì các bạn có, nếu như các bạn có khả năng chia sẻ, giới thiệu bạn bè ấy, các bạn có tuyển Z thì các bạn copy link, các bạn chia sẻ cho bạn bè thì sẽ tăng cái tốc độ khai thác lên. Đó, ở đây khi các bạn đăng ký tài khoản xong thì các bạn sẽ có cái phần thưởng sẵn ở trong ví là 0,41 cái đồng SEA nhé. Các bạn kích vào đây thì ở đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta là hai cái link, thì các bạn có thể là copy hai cái link này chia sẻ cho bạn bè. Thì hai cái link này thì nó cũng khá là giống nhau, nó cũng giống nhau thôi nha các bạn. Đây, đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ được 0,4 đồng SEA, và các bạn xác minh tài khoản xong thì bạn sẽ được cộng thêm 0,01 đồng SEA nữa. Đó, thì là các bạn sẽ là có tổng vào cái ví của bạn là 0,41 cái đồng SEA nha các bạn. Đó, thì các bạn copy một trong hai cái link này, các bạn chia sẻ cho bạn bè. Rồi các bạn kích vào cái phần profile, tức là phần cá nhân, thì trong cái ví của bạn sẽ có sẵn là 0,41 cái đồng SEA ở đây. Và cái phần tem này, phần tem này chính là cái phần mà cái tuyển Z của các bạn đấy. Các bạn tuyển Z và thì nó sẽ có cái danh sách ở đây cho các bạn, sẽ các bạn thể quản lý được cái toàn bộ cái người tuyến dưới của các bạn. Thì ở trong cái mục ví này thì nó cũng có cái mục mục nạp, mục rút và mục chây và mục swap. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ phần withdraw nhé. Withdraw ở đây thì chúng ta sẽ là chọn mạng, thì cái này là cái thuộc cái mạng ở BSC, BNB Smart Chain nhé. Thì ở đây nó sẽ có hai cái phần rút cho chúng ta, rút là đồng SEA hoặc là cái đồng USDT. Đó, thì cái này thì các bạn có thể là rút. Thì phí ở đây thì cái này thì cái phần rút này mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn sau. Thì hiện tại thì chúng ta chưa thể là rút được. Các bạn nhấn nút swap này. Swap ở đây thì nó sẽ cho chúng ta swap từ cái đồng SEA sang cái đồng USDT. Đó. Ví dụ như ở đây thì của mình đang có 0,41 chẳng hạn, thì mình sẽ quy đổi sang đô thì là sẽ được khoảng 0,0049 USDT nhé. Đó, cái này thì chúng ta sẽ là swap sang dòng USDT, thì từ cái đồng USDT này thì chúng ta sẽ rút về cái ví hoặc là sàn của chúng ta bán. Đó, thì cái kèo này cũng khá là ok, thì các bạn nên tham gia sớm càng tốt thì chúng ta sẽ được hưởng rất là nhiều cái lợi từ cái dự án này. Ok, cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Nếu như mà có những cái thông tin mới hơn từ cái dự án này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để là theo dõi những cái thông tin cũng như là các cái kèo iRope ở trên kênh của mình nhé.